mình là mình có cái cảm giác là mình cảm nhận được là anh ấy đang thích mình và Thúy cũng có cái cảm tình với anh ấy nữa. Anh nói là nhìn Thúy rất là xinh gái á. Cái thứ hai là rất là hiền, cho nên là hả khi mà về Nhật thì cái tình cảm của mình á, cái cảm nhận của mình nó không có thay đổi, tại vì đó mà mình cảm nhận nó là sự tin tưởng. Phải có con gì nó vui mà con sao lắm lắm mới chỉ được thăm em ước một người ngày á, sáng ngủ á.